Người phụ nữ này cho biết khi có cơ hội cô đã chạy trốn khỏi cơ sở làm việc chỉ sau 3 tháng vì cắn rứt lương tâm khi phải thực hiện các hành vi trên mạng xã hội kiếm khách về cho cơ sở. Bên cạnh đó là vỡ mộng với lời hứa lương cao. Không làm được thì nó đánh, nó đập, rồi nó phạt tiền, rồi bắt người nhà gửi tiền sang, chuộc về. Tiền mà nó đưa mình sang đây miễn phí đấy, xong rồi nó bắt mình đền bù, xong rồi để về thôi. Đền bù thì tầm cứ 10.000 đô la, 7-8.000 đô la thì lấy đâu ra. Có tiền đâu, tại vì làm bao nhiêu thì nó đóng bắt phạt mình bấy nhiêu rồi, mình lấy đâu được tiền. Bây giờ, phạt có nghĩa là một ngày mình không làm ra tiền cho nó, mình không kiếm ra khách cho nó thì nó cứ phạt mình, rồi nó chèn ép mình. Phạt bao nhiêu tiền một lần? 30 đô một ngày. Không chỉ những người tham gia các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, những người lao động làm trong các ngành nghề khác như nhà hàng, kinh doanh cũng về nước mà không có đồng lương nào. Mấy bà làm cùng ấy, bà thông báo chủ nó thông báo nó về, lương cũng chả có, còn không biết chủ thì không biết ở đâu bây giờ, hiện tại đang ở đâu thôi. Nhiều lao động xuất cảnh trái phép, do đó ngoài các nguy cơ bị người sử dụng lao động ngược đãi, họ còn đối diện các nguy cơ vi phạm pháp luật về di trú cũng như lao động bất hợp pháp. Hiện nay là không nên tin theo các thủ đoạn việc nhẹ lương cao, vì tất cả mọi cái đều phải tuân thủ theo pháp luật. Đi xuất cảnh thì phải có hộ chiếu, không được đi đường bằng đường tắt, và tốt nhất là tham khảo ý kiến tư vấn của các cơ quan trước khi mình đi tham gia vào cái công việc tìm kiếm việc làm. Lực lượng chức năng dự báo trong thời gian tới, lượng người lao động về nước có thể còn gia tăng, đồng thời cũng chuẩn bị các phương án để bảo hộ công dân tốt nhất.